Chào các bạn nha, chào các bạn đến với video của em. Cái con dê này ấy, hôm qua là nó không về các bạn ạ. Nó là đi đẻ rồi. Mình tưởng nó vừa chui chui vào đây, nó lừa mình vào đây đấy các bạn ạ. Mẹ, giờ nó lại di chuyển xuống dưới, mình tưởng nó đẻ ở trong này. Mình vừa mới chui ở trong này thì không thấy đâu, toàn là hang đá ở trong này thôi, không thấy nó đâu các bạn ạ. Bây giờ nó lại di chuyển xuống dưới thì mình lại đi theo chân nó xem. Cái video này thì hơi rung cho các bạn đây, để các bạn xem thì thông cảm. Mình lại quên không cầm cái máy cái đi, thì mình di chuyển đi xem nó, xem là nó đang nó sinh nở ở chỗ nào. Ê, nó có khoai không? Nó vừa lừa mình vào trong cái khe đấy. Mình tưởng là nó sinh nở ở đấy nhưng mà không phải các bạn ạ. Đâu nhỉ? Ủa, nó di chuyển đi đâu rồi? Nó di chuyển lên trên này tìm nước các bạn ạ. Nó di chuyển lên trên này tìm nước nhưng mà vừa rồi là mình vừa mới múc nước cho nó uống xong. Nó uống nước rất là nhiều. À đây rồi. Nó di chuyển lên trên này. Đây. Nó di chuyển lên trên này. Không biết nó đẻ ở đâu. Giờ thì không thể dò là để cho nó đi vào một đoạn đấy nhé. Để cho nó đi vào một đoạn nữa xong rồi mình sẽ đi theo sau nó xem. Giờ mình mà đi khéo nó lại ré linh tinh tinh đi ấy. Nó giấu con rất là khôn các bạn ạ. Dê này ấy. Mình vừa mới nhìn thấy cái khe vừa nãy mình di chuyển vào trong đấy, mình quên là mình không quay từ đầu. Mình nghĩ là nó ở đấy luôn. Nó vừa lên trên cái chỗ đoạn vừa rồi ấy, cái đoạn ở trên này này. Cái trên đoạn trên này thì là có nguồn nước ở trên đấy nhưng mà phải có người múc để ở đấy rồi thì nó mới uống được. Chứ còn không thì nó không uống đâu. Mình vừa múc nước nó uống rất là nhiều luôn. Kiểu nó sinh đẻ nên là nó sẽ cần lượng nước để trao đổi làm sao cho cơ thể nó có sữa ấy. Đấy, như cái con dê này mà mình mà muốn ngắt sữa của nó thì mình sẽ cho nó uống nước ít đi và nó sẽ ít sữa ngay các bạn ạ. Đây, nó lại di chuyển ra đây rồi. Cuộc hành trình đi tìm con của nó thì có vẻ hơi gian nan đấy. Hoặc là nó đang lừa mình ấy. Đây, ra đây thì không có cái vị trí nào để thuận tiện để cho nó sinh nở đâu nhưng mà nó lại ra đây. Hey, nó đang giấu con nó đấy các bạn ạ. Để mình di chuyển lên xem này, cái vị gì ở trên này xem nào. Hôm qua là mình biết là nó là đi sinh nở rồi nhưng mà mình bắt buộc nó ở lại nhưng mà không được các bạn ạ. Nhưng bắt nó không được, nó vẫn chạy đi theo đàn này. Hôm qua nó không về là mình biết là nó đẻ rồi. Có những con thì nó đẻ nó kêu la, có những con nó đẻ nó không kêu một tiếng nào đâu các bạn, nên là rất là khó để nhận biết. Hôm qua này mình cũng ở khu vực này đấy, nhưng mà nó không kêu một tiếng nào, rất là khó. Giờ còn không biết là con nó ở vị trí nào cơ. Mình chỉ sợ nhất là nó vào đẻ những cái vị trí hốc đá như này này đấy. Một là con trăn nó ăn đấy, những vị trí như này này, rắn hoặc là chăn núi hoặc là các cái con vật khác nó cũng nghịch ấy, kiểu nó mới đẻ nó còn non, ví dụ chuột nó cũng nghịch, chuột hoặc là các cái con vật nó thấy có mùi tanh ấy là nó rất dễ là bắt ngay, bởi vì ở trên này còn rất là thô sơ, còn hoang dã nên là cái động vật thú rồi vẫn còn rất là nhiều các bạn ạ, đặc biệt là chăn chăn to thì vẫn còn. Đấy, ở đây thì vẫn có những người họ bắt được những con trăn hơn chục cân cơ. Tầm cỡ 13 14 cân là có. Còn to hơn thì mình hiện tại thì mình chưa ghi nhận. Chưa chưa ghi nhận là có người bắt được. Còn to hơn thì mình cũng không không dám chắc. Thì còn về cái khoảng 14 15 cân là có nha các bạn này.
Đấy, tầm cỡ đấy thì riêng con dê mà nó tầm cỡ chục cân là nó ăn thoải mái luôn. Đấy, chứ đừng có nói là mới sinh. Mới sinh thì rất là nhỏ rồi. Có 1 cân hoặc là hơn cân thì coi như là cái một món là tráng miệng. Hiện tại thì con mẹ này vẫn chưa chưa để lộ cái vị trí của con nó các bạn ạ. Nên là tìm rất là khoai. Khó nhỉ. Để mình di chuyển xuống cái đoạn dưới này mình đánh giá cao hơn là nó sinh nở ở đoạn này. Bởi vì đoạn này là có đất nhiều ấy các bạn. Thì mình đoán là sẽ ở hướng này nhiều hơn là ở các cái kẽ đá ở bên trên. Khó tìm lắm, như này thì khó tìm đúng không ạ? Tầm cỡ này đi thì con nó sẽ giấu, mà con nó cũng rất là khéo khi mà chỉ cần được 1 ngày thôi. Ví dụ nó mới sinh độ 2-3 tiếng thì nó nghe tiếng động thì nó có thể là kêu la. Đấy. Nhưng mà tầm mẹ 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 mẹ. Chứ còn tầm để hơn 6 tiếng một ngày như thế này thì ở đây mình nhìn thấy có phân dê ở đây nhưng mà nó cũng hơi cũ rồi nên là khó mà đánh giá được. Mình sẽ di chuyển ra cái đoạn này một xíu cho này. Chắc là ở quanh quanh khu vực này thôi nhưng mà giờ thì nó để nó hay ở những cái vị trí như này các bạn ạ. Đấy, cái vị trí dưới hốc hốc như này này. Hay là ở đấy thôi đâu. Mẹ. Mẹ. Khó lắm. Không phải là mẹ nó kêu thì cực kỳ là khó tìm các bạn ạ. Con mẹ nó rất là khôn các bạn. Con mẹ nó khôn cực kỳ luôn. Có lẽ là chỉ ở hướng đoạn đoạn nào đây thôi. Nhưng mà con mẹ nó giấu rất là kín. Vừa nãy nó còn lừa mình chui vào trong cái hốc đá kia cơ. Mẹ. Thế là vừa nãy là nó di chuyển trên kia để tìm nước uống thôi các bạn ạ. Có lẽ là mình sẽ đi đuổi nó thôi. Mình sẽ đuổi nó để xem là nó sẽ di chuyển như thế nào. Di chuyển như thế nào để mình ấy thôi. Bây giờ chắc chắn là mình đuổi nó về thì chắc chắn nó sẽ không về. Và nó sẽ đi theo hướng nào thôi. Nó sẽ đi theo hướng của con nó. Thì bây giờ mình sẽ cố đuổi nó ngược lại xem nhá, thì xem nó cái hướng nó di chuyển như nào. Hướng của nó vẫn xu hướng sang bên này các bạn ạ. Đây này, kiểu gì nó sẽ rẽ sang bên này, tìm hướng sang bên này thôi. Nó sẽ tìm đường sang bên này này, thì khẳng định là con nó sẽ ở bên này rồi. Mình vừa đuổi nó ngược lại ấy. Đấy, đấy, mẹ nó vẫn tìm đường sang bên này. Đây. Coi như các bạn xem cái hành trình tìm dê con của mình thôi nhé. Cái video này thực ra là không không chia sẻ cái gì nhiều đâu nhưng mà cũng có thể là chia sẻ với các bạn thì sau này nếu mà các bạn có làm cái kiểu các bạn có địa hình mà nó dê đẻ trên núi thì các bạn cũng có thể áp dụng. Bây giờ mình mà đuổi nó ngược lại thì nó sẽ không 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 đi lại rồi mà nó sẽ vẫn là di chuyển sang đây thôi. Nó di chuyển sang bên này là hướng tây nhá. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng là đuổi nó sang hướng tây. À hay là mình
gai gai này các bạn. Ê, cây này nhiều gai đấy nhỉ, nhìn đây thôi nhiều gai đấy. Đây các bạn này. À, hay là mình thử nghiệm xem là mình sẽ để cái con dê mẹ này để ở trên núi một con xem nhỉ, mình thử xem. Tất nhiên là mình vẫn có sự theo dõi. Mình đuổi như vậy thì khả năng cao là nó sẽ di chuyển sang 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 phía con nó thôi các bạn ạ. À, nó di chuyển lên trên. Hôm qua rõ ràng là mình cũng chặt cỏ bên đấy mà. Cái hướng nó di chuyển sang đây là hướng tây các bạn. Thì các bạn thì mình cứ 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 ký hiệu là hướng tây nhé, để cho các bạn dễ hình dung. Đây này, nó di chuyển sang kia rồi. Vừa nãy là nó lên trên kia là nó đi tìm nước uống các bạn ạ, là nó khát lắm rồi. Đấy, nên là mình cũng đã múc nước cho nó uống. Đối với những con dê mà nó sinh sản như thế này thì nó sẽ cần lượng nước rất là nhiều, nên là nó đi tìm nước uống các bạn. Ây da, khó khăn thế. Hành trình đi tìm dê con đây rồi. À, nó lại ra đây thì nó lại di chuyển lên trên. À, các bạn xem video thì các bạn ấy nhá, các bạn thông cảm cho mình nhé, bởi vì hôm nay đi mình lại không cầm cái máy kia đi. Cái máy này thì chủ yếu là mình đi dò thôi. Đây, chủ yếu là mình đi dò xem là nó ở đâu. Đây này, thường thường là mình sẽ chuẩn bị một cái loa như thế này đấy, để đi là mình xem là ví dụ cái loa này thì rất là hiệu quả đối với những cái trường hợp mà dê nó bị mắc, nó bị rơi đấy. Các bạn sử dụng cái loa như này thì các bạn cũng tiết kiệm được cái mình không cần phải kêu la, không 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 cần phải dùng cái miệng của mình để gọi ấy. Đấy, mà chúng ta đôi khi chúng ta dùng cái miệng của chúng ta gọi thì nó cũng không giống lắm. Ui, đi đường ngá các bạn này, nó di chuyển lên trên nó thì chắc chắn là nó sẽ sinh nở ở trên này thôi, không có gì là khác đâu các bạn ạ. Ui, nó di chuyển lên tít trên. Mình sẽ tạm dừng video một chút nhé, mình sẽ di chuyển lên trên. Nó lên tít trên rồi các bạn. Sau khi đi tắt qua một đoạn này thì mình đã di chuyển lên đây. Đâu mày để sinh nở ở đâu đây, sao nó cứ đi vòng vòng vòng, hay là nó không muốn mình biết các bạn ạ. Từ nãy giờ nó cứ đi vòng 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 không à. Đâu, để đâu bạn ơi. Nhìn nhìn sang hướng này khéo chắc ở đâu đây thôi các bạn nè. Nó lại di chuyển xuống dưới các bạn ơi. Mẹ nó lừa mình à? Ô, nó thấy mình đi theo, nó dẫn mình đi 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 ra một đường khác, xong rồi nó lại quay lại. Đù, mày chơi kiểu gì ấy? À, nó kêu kiểu này chắc là đẻ ở đây rồi. Cái tiếng kêu kiểu đấy là cái tiếng kêu à kia rồi. Cái tiếng kêu kiểu đấy là cái tiếng kêu nó dụ con đấy các bạn ơi. Đấy, mình vừa nãy mình vừa đi qua cái chỗ này luôn, nhưng mà nó không kêu mình, nó không động một tí nào luôn các bạn ạ. Đây này, mình vừa mới qua cái đường dưới lên đây này, đây đây đây, mình vừa qua cái đường này trèo lên đây này, vừa qua cái chỗ này xong đấy, nghe tiếng động mà con của nó không kêu một tí nào luôn, chỉ có con mẹ nó ra 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 gọi nó mới ra này. Đấy, đây là cái vị trí mà cái con dê mẹ nó lựa chọn để cho con đẻ đây.
Đấy, hay là mình cứ để nó ở đây thử xem nhỉ. Con này ấy là mình biết nó sắp đẻ từ hôm qua rồi. Nó sắp đẻ từ hôm qua rồi nhưng mà mình bắt nhốt nó ở lại, nó không ở các bạn ạ. Đấy. Ô, lứa này toàn đẻ một con thôi các bạn ơi. Dê mẹ là toàn đẻ một con. Mặc dù con bố con mẹ rất là to. Toàn đẻ một con này. Đấy, vừa rồi đây, nó vừa nằm ở chỗ này này các bạn ơi. Nó vừa nằm đúng ở chỗ này luôn đấy. Đây này, đằng sau cái cục đá này. Khi mà con dê mẹ nó sang bên kia tìm nước uống các bạn ạ. Con dê mẹ nó sang tít bên kia tìm nước uống. Đấy. Con này lại đẻ một con. Nhưng mà mình bắt buộc là mình vẫn phải tìm kỹ một tí nhá. Để tìm xem là cái nhau thai là nó ở ở cái chỗ nào để mình khẳng định là nó đẻ ở chỗ đấy. Chứ còn bây giờ ấy mà không thì rất dễ là bị sót. Đây này, các bạn nhìn cái vị trí mà nó lựa chọn rừng để đẻ. Ôi đây này, các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nguy hiểm không? Cái này mà dê con mà rơi xuống đây là xong. Xong luôn. Sao có cái lỗ ở dưới này ấy. Vừa nãy đi thì mình không cầm đèn các bạn ạ. Đây này. Các bạn nhìn thấy không? Dê con nó đẻ, dê mẹ nó lựa chọn cái vị trí mà nó đẻ ngay chỗ này. Mà dê con mà nó di chuyển kiểu gì nó cũng sẽ rơi. Úi dồi ôi. Ôi, đẻ hai con các bạn ạ. Một con rơi xuống dưới rồi. Các bạn nghe thấy tiếng kêu không? Các bạn nghe thấy tiếng kêu ở bên dưới không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Ê cơ mà. Nó đẻ hai con. Thế bây giờ làm thế nào để lấy đây? Ôi giời ơi. Thế nó có chán không? Giản thế nhỉ? Cái vị trí này thì chia sẻ với các bạn từ từ nhé. Cái chỗ lấy dê con này thì chưa chưa vội nhưng mà cái này thì sẽ có phương pháp để lấy thôi. Một là mình sẽ xuống cái lỗ này để lấy luôn. Không sao đâu. Cái chỗ này thì mình nghĩ là mình sẽ giải quyết được. Mình sẽ review một tí đấy nhá. Review ở cái chỗ này một xíu này là chia sẻ với các bạn này. Đây, cái vị trí này nếu mà quay quay để cho nó ở đây thì cũng rất là hay đấy. Cái chỗ này này. Quay cho các bạn cùng xem. Đấy, vừa nãy là mình cũng cái trường hợp này ngày trước là mình cũng bỏ sót mất một con ấy, nên là giờ là mình cũng 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 có kinh nghiệm nên là mình phải 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 kiểm tra kỹ. Nhưng mà còn từ nãy giờ là mình cũng chưa phát hiện cái nhau thai nên là cũng chưa 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 biết là nó đẻ ở chỗ nào, có khi nó còn đẻ ba. Một con là rơi xuống đây rồi. Ở trong này rất là nóng các bạn ơi. Đàn này nguy hiểm thế nhỉ. Kia kia mình nhìn thấy cái đầu của nó thò thò ra rồi. Rất là tiếc hôm nay là mình lại không cầm cái máy kia. Nay mình lại không cầm cái máy kia đi các bạn ạ. Nên là quay rất là khó. Nên là mình sẽ moi cái chỗ. Ồ, tí nữa mình sẽ làm xong mình sẽ thiết kế lắp cái lỗ này lại. Khoai thế nhỉ? Xuống chưa chắc đã được đâu các bạn ơi. Đấy, không phải lúc nào cũng đơn giản đâu các bạn ạ. Nguy hiểm quá, giả đâu. Con này rơi thì chắc chắn là phải cứu rồi, không thể có cách gì khác hơn được đâu. Đúng như không cầm dao, không cầm cái gì hết cả. Sơ sơ đây thôi nhé các bạn này.
mình sẽ nghiên cứu đi xuống xem nào, xem là có thiết kế được không. Cái lỗ này thì bé quá. Vừa mới đẻ mà nó rơi xuống cái sâu như thế này. Cái này các bạn nhìn này. Cái này phải xuống 4-5 mét các bạn ạ. Phải 4-5 mét đấy các bạn ơi. Vừa mới đẻ xong mà nó rơi như này. Đúng rồi, con mẹ này. Hôm qua mình đã buộc nó để ở lại rồi nhưng nó không chịu ở ấy các bạn ạ. Nghe nó thế nó có điên không? Dây trong này nóng lắm, trong này rất là nóng luôn. Nóng thế nhỉ. Chết đá xem các bạn ạ. Sâu lắm này các bạn này. Còn rất là sâu luôn ấy. Ui, có con gì này các bạn? Giống tắc kè đấy nhỉ? Nó không phải tắc kè các bạn ạ. Nóng thế. Rồi như này rồi lấy về nó còn sống không cơ. Bạn nhìn trên miệng hang này khoai thế nhỉ. Giờ lấy lên thì không biết con mẹ nó còn xem không cơ. Nào, đi ra đây để ca cứu. Sợ nhất là lên là con mẹ nữa. Đây. Vừa mới sinh mà bạn rơi sâu như thế này. Nóng quá các bạn ơi. Cái ghế này nóng cực luôn đấy. Sâu quá vậy. Làm sao mà ném lên được đây. Ôi, mày đừng có xuống nữa. Chịu vậy. Nó lại về đây, nó lại xuống bây giờ ấy. Đợi mình một xíu nhá. Đi lên nhá.
Ui Bỏ đúng cái đầu ra này. Các bạn nhìn đúng vừa zin thân mình luôn. Đấy là mình vừa moi ấy. Mình vừa moi đất ở đây ấy. Vừa zin cái đầu của mình luôn. Vừa zin cái thân của mình luôn. Ra được rồi các bạn ạ. Đúng vừa zin cái lỗ của mình luôn. Sâu dưới kia phải phải hơn 5 mét, khoảng 5 mét loanh quanh khoảng đấy các bạn ạ. Sâu lắm. Đen xì luôn, không thấy một cái gì luôn đấy. Đây. Lên nó có xem không nhỉ? May quá lên nó vẫn cho ti các bạn ạ. Lên nó vẫn cho ti này. Đói lắm rồi. Đây, cái con ở bên trái này đây. Con này thì mình sẽ đặt tên sau nhá. Con này bắt buộc là mình phải đặt tên rồi. Như thế này là mình phải đặt tên rồi. Gọi là một cái kỷ niệm của mình. Đấy, con này thì ăn no từ hôm qua. Các bạn nhìn thấy cái bầu sứa của nó rất là to luôn. Hôm nay thì cái video quay sẽ không được nét đâu các bạn ạ. Nó sẽ không được nét. Bởi vì cái máy này mình cầm đi là nó không ấy đâu. Ôi, mệt vậy. Một cái địa điểm rất là lý tưởng luôn. Gọi là cái khe này thì rất là lý tưởng. Nhưng mà lại 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 vô tình này có cái lỗ như này. Bởi vì cái lỗ như này đấy các bạn ạ. Cái bên dưới ở cái bên trên này thì nó lại đá. Mà ngày trước là đất là nó bao phủ. Cho nên là chắc chắn là ở dưới này là nó có nguồn nước. Nguồn nước nên là nó sẽ rỗng dần đấy. Nên là mưa to lâu năm rồi nó có cái mạch nước, nguồn nước là nó đi qua bên dưới kia nữa. Nên là nó sẽ kéo theo những cái sạt lún như thế này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ... Thôi, bây giờ đây. Thôi, hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Thì sau đây mình sẽ lấp lấp cái ấy lên lại thôi. Chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Video này thì đi kiếm con này thì hơi 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 vất vả thực sự luôn đấy, vất vả thực sự. Hôm qua là mình cũng biết là nó sắp đẻ rồi, nhưng mà cái con dê này ấy là mình bắt nó để lại thì nó lại không ở, nên là nó vẫn cố đi theo đàn nên nó đẻ như này. Rồi chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn thấy hay để lại cho mình một lượt thích và một lượt đăng ký kênh nhé. Chào các bác nhé.